Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Khương Thạch. Em là Khương. Với video hôm nay thì em đến giao lưu cùng quý anh chị và các bạn. Vừa mới một lô vừa mới lên hầm nhé. Em đã rửa sạch sẽ đi. Đấy, màu rất là đẹp. Quý anh chị, một lô của hóa thạch màu vàng, màu xanh. Đó. Cũng có những cục như trầm đấy quý anh chị ạ. Đấy. Em vừa mới rửa sạch sẽ lô nhé. Cho quý anh chị về chơi. Hoặc ký cây. Đấy. Làm tiểu cảnh nông bộ. Vân. Đấy. Hoặc đi trưng. Đấy. Đến mai cũng được để ok hết thì quý anh chị nhé. Đó quý anh chị ạ. Màu rất là đẹp luôn. Một lô nó khoảng mấy chục ký. Em chưa cân. Quý chị có nhu cầu thì em sẽ cân lên nhé. Cục như đây như là một cục trầm nhé. Trầm hóa thạch quý chị ạ. Đó. Một lô luôn có cả màu vàng nữa. Rất là đẹp quý chị nhé. Đấy. Có những viên thì nó màu xanh. Xanh ngọc. Số đèn là đều ăn đèn nhé, quý chị nhé. Xong cho quý chị xem nhé. Quý chị ạ. Màu xanh. Viên này rất là đẹp. Màu xanh. Màu vàng. Màu vàng, màu xanh. Quý chị ạ. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ giúp em có số Zalo nhé, 0903 56075. Đấy. Có như cục lũa cũng có. Đấy. Quý anh chị nhé. Rất đẹp. Đấy, quý chị nhé. Đấy. Này thì nó rất là đẹp luôn. Đấy. Quý chị nó có như cục như kim sa bên trong quý chị nhá. Cục của hóa thạch. Rất là đẹp luôn. Vừa mới lên khỏi hầm. Đấy, hôm trước em có đăng cái video là em đi đào ấy. Đi đào. Giờ em về mới được sạch sẽ cho con thằng này nhé. Ăn đèn rất là mạnh. Thông đèn luôn. Đấy. Quý chị có thể về chơi. Đấy. Về làm cái đế. Mỗi đế là mỗi cục mặc làm cục nhỏ thì lên cặp đi ok hết chơi nhé quý chị nhé. Đấy, quý chị tẩy đi sạch sẽ là nó sẽ đẹp hơn. Quý chị ạ. Viên này rất là đẹp nhé. Đó. Quý chị chốt thì đặt cọc in cho em. Đấy, em bao ship toàn quốc quý chị nhé. Có những cái bắt cây luôn này quý chị ạ. Rồi ok, bây giờ em sẽ ngừng video từ đây nhé. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ giúp em nhé. Ok.